Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc Dân tộc đã tổ chức loạt các hoạt động sự kiện nhằm tri ân, tưởng nhớ các thế hệ cha anh đã có những đóng góp lớn cho nền độc lập tự do của dân tộc. Sáng 20 tháng 7, tại hội trường tầng 5 Ủy ban Nhân dân phường Hàng Bột, Công ty Thuốc Dân tộc đã phối hợp cùng Hội Chữ Thập Đỏ quận Đống Đa tổ chức chương trình Đất nước hướng về các anh, chương trình với sự tham gia của lãnh đạo Hội Chữ Thập Đỏ, lãnh đạo công ty cùng hơn 200 hội viên. Chương trình diễn ra với hai nội dung chính: ôn lại ký ức thời chiến cùng hai cựu chiến binh Phạm Văn Đương, Nguyễn Hồng Nhân và mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Kim Loan; tọa đàm tư vấn sức khỏe cùng các chuyên gia đồng ngành về y học cổ truyền, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Lan, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, thầy thuốc ưu tú bác sĩ Lê Hữu Tuấn. Một đồng chí bị thương do cái Nam An nó cháy cả cái vùng vực, và khi đưa vào chúng tôi thì chỉ nhìn thấy cái bản tin thôi mà phổi cháy hết phần này. Đầu tiên thì tôi cũng bảo con ơi, bây giờ nhà mình con một con đi xảy ra vấn đề gì thì mẹ biết làm thế nào. Thì con tôi nó nói nó rằng con tôi có nói là mẹ ơi, mẹ cứ yên trí, con đi con sẽ trở về. Bây giờ nếu mà gia đình nhà nào con gái mà cũng không cho đi bộ đội cả thì lấy ai bảo vệ tổ quốc. Trong sự kiện này, rất nhiều các thắc mắc xoay quanh vấn đề chữa bệnh bằng y học cổ truyền đã được các chuyên gia giải đáp cặn kẽ. Thầy thuốc ưu tú bác sĩ Lê Hữu Tuấn chỉ ra những sai lầm trong việc điều trị bằng y học cổ truyền như quan niệm dùng nước tiểu hoặc một số loại thảo dược chữa bách bệnh. Bác sĩ Tuấn cũng cho rằng chữa bệnh bằng y học cổ truyền cũng cần phải có những nghiên cứu khoa học bài bản. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh nhấn mạnh, để điều trị bằng y học cổ truyền hiệu quả, người dân cần tìm đến các bệnh viện và trung tâm uy tín, tránh tiền mất tật mang. Thời gian tôi uống cũng chưa được hết một lọ đâu, thế nhưng mà tôi thấy lại đỡ đau, dễ chịu hơn. Mà tôi đang muốn là để hỏi cái trong thành phần này là bác giải thích cho vấn đề tôi uống này là cực kỳ tốt. Cái trong buổi tọa đàm ngày hôm nay thì chúng tôi cũng biết rằng là cái công sức của chúng tôi bỏ ra đã không bị muối, bởi vì là chị đã sử dụng cái sản phẩm của chúng tôi và nó giúp cho chị giảm đau, thì cái điều đấy là cái mà cho chúng tôi cảm thấy rất là vui mừng. Đây là sự kiện tạo được tiếng vang lớn trong giới y học và người bệnh khi không chỉ mang đến những cảm xúc hào hùng, khí thế và niềm tự hào dân tộc, mà còn giúp những thế hệ cha anh, những cựu binh, gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng có được những thông tin hữu ích trong việc chăm sóc sức khỏe nhân Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Bên cạnh hoạt động ý nghĩa này, Công ty Thuốc Dân tộc còn tổ chức chương trình nặng nghĩa tri ân, ơn sâu đền đáp, tặng 50 suất quà khám bệnh, tặng thuốc và liệu trình châm cứu bấm huyệt trị giá 3 triệu đồng cho các thương binh, bệnh binh, cán bộ lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng. Bác cảm thấy là cái chương trình này nó rất có ý nghĩa, là vì công ty này đã quan tâm đến những người là có công với cách mạng, thì tôi cảm thấy là cũng rất xúc động. Thế hôm nay thì tôi được bác sĩ Nguyễn Lệ Quyên khám và được tặng 2 cái lọ phục cốt hoàn và được kèm theo là 5 buổi bấm huyệt mừng, bởi vì là thế hệ mới không quên thế hệ cũ. Hôm nay chúng tôi đã khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho 20 các cựu chiến binh, các thương bệnh binh cũng như là các gia đình chính sách. Phần lớn các bác đều có những các cái bệnh kết hợp rất là nhiều bệnh, ví dụ như là thường là có huyết áp này, tiểu đường này, hoặc là huyết áp rối loạn mỡ máu, và có những cái bệnh về cơ xương khớp rất nhiều. Qua cái thăm khám thì chúng tôi cũng đã tư vấn cho các bác cũng như là kê những cái đơn thuốc và cấp thuốc miễn phí cho các bác. Còn đối với trong những cái trường hợp mà các bác cần phải làm các cái thủ thuật như là châm cứu sau bóc bấm huyệt thì chúng tôi cũng sẽ tiến hành miễn phí cho các bác để giúp cho các bác cải thiện được các cái triệu chứng của bệnh. Bên cạnh hoạt động này thì Công ty Thuốc Dân tộc của chúng tôi cũng đã tặng 200 suất quà cho các gia đình chính sách trên cả nước. Và đối với những trường hợp mà các thương bệnh binh mà già rồi là về sức khỏe quá yếu không đến được thì chúng tôi cũng đã đến tận nơi, tận nhà để thăm hỏi cũng như là khám bệnh và tặng thuốc, tặng quà miễn phí.
Nhiều năm qua, với đạo lý uống nước nhớ nguồn, bằng tình cảm sâu sắc, tinh thần trách nhiệm, Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc Dân tộc đã thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, góp phần chăm lo phụng dưỡng các đối tượng chính sách, thường xuyên thăm hỏi, tặng quà động viên mẹ Việt Nam anh hùng và các đồng chí thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách trên địa bàn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Đây không chỉ đơn thuần là các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa mà còn là cầu nối để đưa y học cổ truyền đến gần hơn với người bệnh. Già cả như chúng tôi thì là Tây y đã trải qua quá nhiều mấy chục năm chữa Tây y rồi, cho nên bây giờ được tiếp cận với Đông y và đặc biệt là cái thuốc của dân tộc. Tôi nghĩ rằng là đây là một cái hướng chữa bệnh mới của tôi. Cái phương pháp y học cổ truyền là nó kế thừa được tất cả những cái tinh hoa chữa bệnh từ của dân tộc mình, cho nên là nó có một cái an toàn rất là tốt. Cái Tây y thì thực ra thì chỉ chữa trị cho tức thời thôi, ví dụ giảm đau hoặc là nó chỉ phẫu thuật cho những cái mà cần thiết. Còn Đông y thì chữa trị tuy nó lâu dài nhưng mà nó ổn định nó tốt hơn, nó không hại đến sức khỏe.